酸的哈，那不要喝多了。但我可以那你我可以我可以长我可以长我
Ừ, chạy nha. Rồi. Gần vào. Rồi, sát. Rồi. Sát tiếp cỡ vào. Wow, được mấy cái to như này đấy. Quá này ngọt lắm rồi. To lắm. Đi. Sao toàn cá này thế này?
Tí măng nướng à? Tí măng nướng, cá chắc tí nướng. Nướng luôn. Tao phải lấy một ít rau làm bát canh nhé. Chắc tí phải đốt măng trước. Ui, đừng có khóa, đừng có khóa. Quên. Con cả đi nhỉ, đi thủ diện. Hơi nữa đây. Này hơi đỡ lạnh tí rồi. Cái que đó, cái que mà em lúc nãy để em lật măng, nó măng này chưa chín đâu đấy. Cái nó to. Ô bẩn quá. Bỏ ra xong rửa chân đi thôi. Mệt mình non lắm. Mình nhớ cái non quá. Vui xem này. Thơm thế. Không.
ngọt. Hay là cho thêm oi ra quỳ. Đó cả thêm quả. Mình thủ thì sao? Có thịt rồi đấy. Thịt nhiều mà. Ăn chắc lắm. Ăn. Đây. Tôi có ăn còn không hả? Ai còn ăn nữa. Cái đứa mẹ bóng mà cắp con kia. Chá, ăn cũng được. Bà kia đào táo nó vui ăn cơm. Không đấy, thăm cùm. Bà cái hộ anh Mai còn phối thật. Động được quá. Và bao giờ nó động một cái gì. Mai. Trên phối. Khai thác được đúng không? Ngọt ngọt. Nên em tìm mang ở rừng bên nào đấy? Bên kia. Rừng Bắc Trang. Trong rừng nha. Tối không? Tối. Mai. Ô. Tính được ăn. Tôi biết hả? Ta mình luôn nón ta luôn rồi. Nôn là cẳng. Nôn mì. Nồi mới còn không trắng bằng nó à. Nó sẵn nhất rồi mình. Nhìn đâu nữa. Ăn bụng rồi. Cho nó cả môi ẩn. Tưởng tìm nó hụt rồi. Thằng mắt ẩn cũng chỉ thấy nó ẩn ra cho nó. Cái mạch. Phá xá rất là ngon thôi. Ui, không phá chuồng. Không phá hết chuồng à. Ăn thịt cá. Lên đuôi. Cá to một bàn tay nữa là ngon. Wow. Nướng rồi mới xả ngon. Quanh về hả? Ngoài thở. Quên rồi. Wow. Băng ăn cầm. Nó vừa thất tư rồi. Ăn tư ăn nhưng mà sạch nó ăn nó. Mấy bát mình cơm hăng đây em mới thương rồi. Thôi. Tí mới cho ăn. Già nó phá bức tường của anh đấy. Không biết trời biết đất gì đâu. Phải nhốt nó để xây đã. Chim đẹp nhỉ. Thôi kìa. Chim bay. Con này dồn lái bằng xẻo kìa. Bạn có hay đổ đúng không? Hay, hay cả luôn đổ mà. Cái này con lá em cuốn. Trời đổ trọng điểm. Cái này bệt bệt. Bệt bệt. Sắp chơi à, nó cần thì vụt tí đi. Con lá hả? Trọng mềm.
Mười lắm. Có bộ mình ghe dông mười à. Nó bay nhiều lắm, hàng trăm, hàng nghìn con chả. Dập cái đâu mình có vun mất nhá. Để cho tiền. Này cái bố này nè. Đó là nhắc nhìn đi. Có mơ, ngon. Đá đấy chắc là phải nhặt thêm nhiều á. Nói sáng nay Huy nhặt được 4 bao, chạy lên. Nhưng mấy bao được 4 bao. Cho nó đi nhặt à? Được 4 bao rồi. Còn bao đầy không? Ai đầy. Nó ở dưới à? Nó buồn mồm, nó lên thẻ. Nó ở đảo thẻ. Con này chả có gì nữa, có nhân này. Có cái là. Con nào cũng có nhân mà. Đúng á. Nhìn hờm đắm thật. Con nào nướng cá mình chỉ cần thế này thôi nhỉ. Ngoài ướp gia vị và trong trong cho ít đấy này. Có xài, có gừng. Có cây mốc mật nữa. Con này canh nhau đây là. Ăn nha. Thôi thôi. Ăn bấy ăn bát. Chú chín tí huy nè. Sơn này, lấy cái hai. Bay trên này mà. Có 3 cái nữa. Ui, trời. Phụ nữ ba đảm đang. Năm đảm đang thì bây giờ nó phải ba nữa. Phải cho năm sao. Năm sao. Xây được cái ổ bạc luôn rồi. Ờ. Cho nó thấy hòn đá ra. Huy. Ô, tiếc rồi. Tiếc nhất cũng là. Này ba người mình xây mà kia mình xong rồi. Ê,
anh lên anh đi thử. Xem vừa bên ánh sáng này đi lấy đấy. Nắm bụng thay. Phải để hứa lấy quả. Hết. Dường thái xem chị. Quá đẹp, quá đẹp. Càng ngày càng thích.